Hello mọi người, ở trên tay em Huế đang cầm chính là em siêu phẩm đang được nhiều chị em săn lùng nhất. Ở set này thì chị em chỉ cần mua một hũ DNA Hồng Yến là mình sẽ được tặng kèm một cái tiết kem chống nắng Night Beauty như thế này nha. Với cái set này thì sẽ giúp cho da của mọi người căng bóng, trắng hồng, trong veo hơn cả đi tiêm meso luôn. Và hiệu quả thì mọi người sẽ thấy được ngay sau khi mình sử dụng từ 3 đến 5 ngày là cảm nhận được cái làn da của mình nó đã có cái sự thay đổi rõ rồi. Và set này thì sẽ đảm bảo đúng đủ tiêu chí cho mọi người là ngon, bổ, rẻ, tiết kiệm cả về thời gian và chi phí. Bởi vì sao? Khi mọi người sử dụng set kem dưỡng da DNA Hồng Yến này thì mọi người sẽ không cần phải sử dụng thêm bất kỳ một sản phẩm nào khác. Buổi sáng mọi người chỉ cần rửa mặt bằng sữa rửa mặt, sau đó thì mình bôi một chút kem DNA Hồng Yến và mình bôi thêm một lớp kem chống nắng Night Beauty mà mọi người được tặng. Còn buổi tối thì chỉ cần rửa mặt bằng sữa rửa mặt, sau đó thì mọi người sẽ bôi một lớp vừa đủ cái kem dưỡng da DNA Hồng Yến này, sau đó là mọi người có thể yên tâm đi ngủ rồi. Sau thời gian từ 15 đến 20 ngày thì mọi người sẽ cảm nhận rõ cái làn da của mình nó căng, nó bóng, nó trắng hồng, nó trong veo như là mọi người đi tiêm meso spa luôn. Và cái kem chống nắng này khi mọi người dùng thì cũng càng ngày dùng thì nó cũng sẽ càng trắng hơn nha mọi người. Bởi vì nguyên liệu của nó nhập khẩu 100% từ Pháp và có bổ sung thêm cái thành phần là niacinamide và glutathione.